Từ xưa đến nay thì chúng ta thường hay sử dụng bộ sạc Apple có công suất là 20W. Nhưng mà gần đây thì Apple đã vô tình tiết lộ một bộ sạc mới. Hãy cùng hai Neil tìm hiểu xem là bộ sạc này có gì đặc biệt nha. Bắt đầu thế nào? Apple để lộ bộ sạc bí mật với hai cổng sạc cho iPhone. Dimensity 1300 ra mắt, hỗ trợ màn hình 168Hz và camera lên tới 200MP. Studio Display gặp sự cố cập nhật phần mềm, bạn có bị không? Khác với bộ sạc cũ thì Apple vừa tiết lộ một bộ sạc mới và có thể sớm được công ty phát hành ra thị trường với công suất là 35W. Cụ thể, tài liệu được phát hiện trên trang web chính thức của Apple, mặc dù Apple đã nhanh chóng gỡ bỏ nó để không truyền thêm thông tin cho công chúng. Dựa vào tài liệu rò rỉ, cho thấy bộ sạc của iPhone có hai cổng USB-C, có nghĩa nó có thể sạc pin đồng thời cho hai thiết bị. Tài liệu được ghi nhận giải thích cách sử dụng bộ sạc này một cách an toàn và hiệu quả. Nó tiết lộ rằng bộ sạc sẽ có công suất là 35W, vốn là mức chưa có trong danh mục đầu tư của Apple. Hai cổng USB-C của nó sẽ cho phép sạc hai thiết bị khác nhau đồng thời, cho dù là iPhone, iPad hay là Apple Watch. Dĩ nhiên, việc phụ kiện này xuất hiện trong tài liệu hỗ trợ của Apple không có nghĩa là nó sẽ được ra mắt trong thị trường. MediaTek vừa ra mắt một mẫu chipset mới có tên gọi là Dimensity 1300. Đây được coi là một bản nâng cấp hơn của Dimensity 1200 năm ngoái, đi kèm với một số tinh chỉnh và cải tiến nhỏ. Về thông số thì Dimensity 1300 được xây dựng dựa trên quy trình 6nm của TSMC. Nó có bộ xử lý 8 lõi với 4 lõi Cortex-A78, một lõi Ultra với xung nhịp lên tới 3GHz và 3 lõi Super lên tới 2.6GHz. Ngoài ra có 4 lõi hiệu năng thấp hơn và tiết kiệm năng lượng là Cortex-A55. Về GPU thì Dimensity 1300 được MediaTek trang bị Anomaly G77. Các thiết bị sở hữu Dimensity 1300 sẽ có khả năng được hỗ trợ camera lên tới 200MP và quay video 3K HDR. Dimensity 1300 cũng có giải mã AV1 được tăng tốc phần cứng để phát trực tuyến 4K nhanh hơn. Ngoài ra thì chipset này cũng được hỗ trợ kết nối với 5G mới nhất. Và theo dự đoán thì Dimensity 1300 sẽ cho hiệu năng tương đương với Qualcomm Snapdragon 778G. Apple đã phát hành Studio Display của mình. Có thể đây là màn hình được khá nhiều người mong đợi đến từ Apple, nhưng mà nó vẫn phải đang vật lộn với một số vấn đề. Đầu tiên thì một số khách hàng phàn nàn rằng camera FaceTime 12MP không hoạt động như mong đợi. Giờ đây có vẻ như mọi người không thể cập nhật firmware của Apple Studio Display đúng cách. Theo một diễn đàn thảo luận của Apple thì người dùng đang báo cáo một thông báo lỗi khi cố gắng cập nhật Apple Studio Display và có ít nhất 50 người xác nhận vấn đề này. Tất nhiên đây cũng có thể là một vấn đề đến từ phía máy chủ của Apple khi trước đó công ty đã có một vài lần ngừng hoạt động lớn cách đây vài tuần. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân nào gây ra thông báo lỗi này, nhưng mà chủ sở hữu Studio Display nên có chờ thông báo chính thức từ nhà táo. Và đây là những điểm tin mà Hoàng Anh muốn đưa đến cho các bạn hôm nay. Nếu cảm thấy hay thì ấn like, share, subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động nha. Bye bye! Galaxy A73 giá tốt lại được reorder tại Thế Giới Di Động với bộ quà tặng siêu khủng như là Galaxy Buds Lite phiên bản màu trắng giới hạn. Thông tin chi tiết các bạn hãy tham khảo thêm tại website nha. Hoa siêu hot sale độc quyền tại Thế Giới Di Động. Chiếc điện thoại Galaxy M33 5G, cấu hình mạnh mẽ với con chip Exynos 1280, pin sử dụng lên tới 2 ngày, cùng camera 50MP xịn sò đã được mở bán. Thông tin chi tiết các bạn tham khảo thêm tại website nha. Hot sale hot sale đồng hồ bứt phá 3.000 shop, siêu sập sàn 50% tất cả các đồng hồ dưới 3 triệu đồng. Thông tin chi tiết các bạn tham khảo thêm tại website nha.